Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay làm tiếp theo phần tín lý của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ. Như vậy, đại diện tiếng từ Do Thái giáo đến Công giáo đã được thi triển như sau. 1. Chấp nhận Thánh Kinh Do Thái giáo là chân lý. 2. Dùng Thánh Kinh Do Thái để chứng minh Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế giáng trần. 3. Trong khi Chúa Giê-xu tuyên xưng chỉ giảng dạy cho dân Do Thái và không hề có ý đổi một lề luật nào của Do Thái, thì Thánh Phao-lô là một cuộc đảo chính đầu tiên. Ngài tuyên bố Chúa Giê-xu giáng trần chịu chết để chuộc tội tổ tông, một thứ tội mà cả ngàn năm qua người Do Thái không hề bận tâm đến. 4. Thánh Phao-lô tuyên bố các lề luật Do Thái vô giá trị đối với người Công giáo, bỏ hết. Từ phép cắt bì cho đến các lệ luật chi phối đời sống gia đình, xã hội của người Do Thái. 5. Ngài tuyên xưng đạo cần phải dặn cho người dân ngoại. 6. Ngài thẳng thừng tuyên bố không thèm học hỏi với các tông đồ Chúa. Ngài chính là hiện thân của Chúa Giê-xu và những điều Ngài giảng dạy mới là chân lý. Ai không theo Ngài sẽ là những kẻ rối đạo. Mới đầu các tông đồ chống đối, rồi sau cũng bỏ giáo quy hạ. Như vậy nói cho đúng, Thánh Phao-lô mới là người sáng lập ra đạo Công giáo chứ không phải Chúa Giê-xu và các tông đồ. 7. Từ khi vua Công Thái Tiên công nhận đạo Công giáo là quốc giáo thì giáo hội bắt đầu củng cố quyền hành của mình, bắt tay với chính quyền để hủy diệt các đạo giáo khác. 8. Do Thái giáo được Công giáo chiếu cố đặc biệt nhất, Công giáo bắt đầu coi Do Thái giáo là tà giáo và tìm đủ mọi cách để hành hạ báo thù cho người Do Thái vì tội giết Chúa. Thực ra người lên án tử hình Chúa Giê-xu là Pilát, toàn quyền La Mã chứ đâu phải Do Thái. Vả lại Chúa giáng trần chỉ có một mục đích là chịu chết để chuộc tội, thì ai giúp Chúa làm tròn sứ mạng của mình, người ấy phải được phong thần, phong thánh mới phải. Vì đã đồng công chuộc tội thiên hạ, chứ sao lại là giận hờn họ, căm thù họ. Nhất là mình lại rao giảng tình yêu và sự nhẫn nhục, tát má này, dơ má kia cho tát luôn. 9. Khi đã coi Do Thái giáo là tà giáo, Công giáo ra sức dùng võ lực, thủ đoạn bắt họ phải chịu phép rửa tội, bỏ đạo đức Chúa Cha mà theo đạo đức Chúa Con. Đó là một con đường duy nhất để người Do Thái thoát cảnh hiếp tróc, tù đày, trục xuất, phát lưu, tịch thu tài sản, cấm làm nghề nghiệp để sinh nhai. Có những thời kỳ họ phải mặc áo giấu riêng biệt, đội mũ nhọn cao nghèo ở trong những khu ghetto chật chội riêng biệt, chết vì thì chôn trong những khu chật chội, đến đổi các mộ bia san sát nhau như gạch vỉa. Các đại thánh tông Công giáo như Augustine, Thomas, Aquinas, Bernard, các giáo hoàng qua các thời đại như Rodney I 590 đến 604, Alexander II 1061 1073, Inconet III năm 1198 đến 1297, Clement thứ tư 1265 1268, Nicholas III 1277 1280, Martin thứ năm 1281 1285, Honorius thứ tư 1285 1287, Nicholas IV 1288 1292, Clement thứ năm 1305 1315, Martin thứ năm 1417 1431. Augen thứ tư 1431 1447, Alexander thứ sáu 1492 1503, vân vân. Các công đồng như công đồng Telodo thứ 16 694, công đồng Nisi 787, công đồng
Lateran thứ 3 năm 1179, Công đồng Lateran thứ 4 1215, 1216 v.v. Tất cả những khối óc vĩ đại như vậy, với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong vòng nhiều thế kỷ, đã góp sức nhau lại để bày mưu tính kế hạ nhục hành hạ, giết sát người Do Thái, thì dĩ nhiên đó phải là những thủ đoạn hết sức tinh vi, hết sức độc ác. Tôi tin chắc rằng giáo hội mỗi khi nghĩ lại cái dĩ vãng huy hoàng, hừng hực hận thù và máu lửa đó, chắc là sẽ hết sức hãnh diện vì mình đã làm được những công chuyện sáng danh Thiên Chúa vĩ đại như vậy. Thảo nào mà mọi người trên thế giới cứ mỗi khi nghĩ tới sự huy hoàng và bền vững của Công giáo đã phải cúi đầu bái phục. Giáo hoàng Innocent thứ 3 1198 đến 1217, một trong những vị giáo hoàng oanh liệt đệ nhất cổ kim, đã nhận định về đạo Do Thái do Đức Chúa Cha sáng lập như: nói chung thì luật Môi-se chứ không phải là luật của Đức Chúa Cha đã hứa hẹn những lạc thú tạm bợ vật chất, một xứ sở chảy ra sữa và mật, lập ra lời luật hại ai sao sẽ bị trả báo lại như vậy, đề cao hạnh phúc lứa đôi, chủ trương đông con nhiều cái. Ngược lại với những điều ấy, luật phúc âm đề cao sự khó nghèo, dạy lấy ăn để trả oán, trọng vọng trinh tiết độc thân. Đó tuy là những gánh nặng, nhưng đối với những kẻ có tình yêu thúc đẩy, chúng lại nên nhẹ nhàng. Luật cũ đặc biệt là nêu cao đời sống hoạt động chi phối bởi ngũ quan, đó là những quân Do Thái song theo xác thịt giác quan, là để biết thú vui nhục để mà thôi. Và như vậy, mặc dù các tiên tri của họ nói về tinh thần chứ không phải xác thịt, sau khi nghe đấng thay mặt Chúa Giêsu, Innocent thứ 3 là giáo hoàng đầu tiên xưng mình là đại diện đấng chết, tôi như thấy được sáng mắt lên. Thì ra trong Cựu Ước làm gì có luật Chúa Cha, đạo Chúa Cha, mà chỉ là đạo Mai Sen, luật Mai Sen. Và cái đạo Do Thái mà xưa kia tôi cứ nghĩ là cao siêu, dạy thiên hạ chân lý, lý tưởng, té ra chỉ là thứ đạo vật chất, xác thịt, hết sức là tầm thường. Cho nên tôi mới vỡ lẽ ra rằng chuyện giáo hội tìm hết cách bắn dân Do Thái bỏ đạo là thương họ thật, muốn cứu rỗi họ thật. Dân Do Thái là dân giết Chúa, mà nay Công giáo giơ hai tay chờ đón họ vào muốn chung một chuồng chiên, thì thật là lấy ăn trả oán đúng theo tinh thần phúc âm của Chúa. Tôi mới vỡ lẽ ra rằng cái nhìn của mình là cái nhìn của một người tầm thường, còn cái nhìn của các đại thánh Công giáo, giáo hoàng Công giáo là những cái nhìn của các bậc vĩ nhân sinh ra cốt là để ban ân phúc cho đời, cứu vớt nhân loại. Tuy nhiên tôi lại hơi thắc mắc là tại sao giáo hội Công giáo luôn luôn long trọng tuyên bố Cựu Ước cũng chính là lời Chúa. Cái thắc mắc khác của tôi là một giáo hội đầy ơn Chúa, đầy chân lý và tình thương như vậy, khi thực sự đã cai trị Âu Châu, lại làm cho Âu Châu run sợ vì tàn ác linh mục Công giáo Edward Seaman, tác giả quyển The Barber and the Jew in the Middle Ages, cũng đã phải thành khẩn công nhận rằng khi Âu Châu được đặt dưới quyền thống trị của các giáo hoàng thời Trung Cổ, đã không biết chuyện bình đẳng và công bằng luật pháp thì giả mang tự ý hướng đến hình phạt, và đã chỉ mũi dùi vào dân chúng Do Thái tội nghiệp. Tôi lại càng thêm phục giáo hoàng Innocent thứ 3 vì đã coi dân tộc Do Thái ngang hàng với bò, với súc vật, và các ngài còn cho thế là lịch sử tử tế, vì theo ngài tiên tri Asaph đã coi dân Do Thái thua bò, thua giống vật nữa. Nếu Nostradamus, Mark Twain, các vị này đều là gốc Do Thái,
mà đọc được những lời của giáo hoàng Innocent thứ ba chắc phải khiếp vía, vì không biết ngài thông minh đến mức nào mà dám coi người Do Thái như bò, như súc vật, khi đã coi rẻ Do Thái đến như vậy, đã coi đạo Do Thái tầm thường đến như vậy, thì tịch thu các sách Talmud, thánh thư của Thái giáo, chất lên nhiều xe đem ra đốt giữa thành phố Paris năm 1242 theo lệnh của vua thánh Louis, và được sự chúc phúc tán đồng của giáo hoàng Rock thứ 9 là một chuyện rất tầm thường đối với Công giáo. Vì những thánh thư Do Thái đồi bại như vậy, giữ nó để làm cái gì? Có một điều khó hiểu là những thế kỷ từ 11 đến 15 huy hoàng như vậy, đối với người Do Thái lại là một bốn thế kỷ kinh hoàng. Chẳng những thế, ngay người Âu Châu cũng đã vô ơn, đã đầy thiên kiến khi đánh giá những thế kỷ Trung Cổ 476 đến 1453. Đầy ánh sáng Thiên Chúa và phúc âm ấy là thời đại hắc ám. Và khi phong trào khảo cứu lại nền văn minh Hy Lạp nảy sinh ra, họ đã dám gọi đó là thời kỳ phục sinh, thế kỷ 14 đến 16. Và khi phong trào đề cao lý trí con người được khởi xướng, họ lại dám gọi đó là thời kỳ phát quang, thế kỷ 18. Thực ra ngạo mạn nhảm nhí vô cùng. 10. Chúng ta cũng không thể nói rằng giáo hội chỉ nghiêm ngặt tàn ác với Do Thái giáo và các giáo phái khác mà thôi. Ngay đối với con chiên bổn đạo mình, Công giáo cũng đã dùng máu lửa, sắt thép để giữ gìn cho đoàn chiên được ngoan ngoãn, thuần thành. Năm 1229, công đồng Toulouse cấm không cho giáo dân được giữ kinh thánh ngoại trừ những thánh vịnh và những đoạn đã có trong kinh nhật tụng của linh mục và các cấm chỉ của bản dịch ra phổ âm của mỗi nước, cho rằng đó là cách ngăn chặn các bè rối từ gốc rễ. Tôi mới đầu không hiểu tại sao giáo hội cấm không cho giáo dân có kinh thánh hay đọc kinh thánh, nhất là bằng quốc ngữ. Dần dà tôi mới thấy sự cấm đoán đó hết sức là hữu lý, vì nếu cứ để cho giáo dân đọc kinh thánh, dần dà họ sẽ bới ra được những cái dở của kinh thánh, những chỗ dịch sai, dịch bậy của kinh thánh, những chỗ thêm bớt vào kinh thánh. Và quả nhiên, từ khi Luther dịch kinh thánh ra Đức ngữ, dần dà người ta dịch kinh thánh ra các thứ tiếng hoàn cầu, rồi đem bán rẻ hoặc đem tặng không cho mọi người đọc. Kết quả là ngày nay người ta mới móc ra rằng kinh thánh có nhiều đoạn mâu thuẫn nhau. Năm quyển Cựu Ước đầu tiên không phải do Maisen viết mà do người viết về sau này, Jeremiah di Daniel, cũng do nhiều người viết ở nhiều thế kỷ khác nhau. Thánh thư cho giáo đoàn Hebrew, thánh thư Thessalonian 2, thánh thư Phêrô 2 không phải do Phaolô và Peter viết ra. Thật là điên cái đầu. Rồi Do Thái, rồi Tin Lành không nhận nhiều quyển kinh thánh Công giáo như Tobias, Ecclesiasticus, sách Khôn ngoan, sách Maccabeus, sách Judith là kinh thánh. Thật là phạm thượng, phạm thánh vô cùng. Từ khoảng thế kỷ thứ 11 trở về sau, giáo hội bắt đầu kiểm soát tư tưởng, hành vi của các con chiên bổn đạo, kiểm soát sự ấn loát, lưu hành, tăng trữ sách vở trong nước, lập các tòa hình án để khủng bố tín đồ, miễn sao giữ được sự văn phục hoàn toàn bên ngoài. Các tòa hình án được giáo hoàng Rock thứ 9 1227-1241 và công đồng Toulouse năm 1229 thiết lập. Nó có mục đích sưu tra và tiêu diệt hoặc trừng phạt những tín đồ Công giáo có những tư tưởng phản lại với giáo quyền, và đã được duy trì trong nhiều thế kỷ. Sau này nhờ sự can thiệp của Napoleon đại đế, tòa hình án đã bị dẹp bỏ năm 1810, nhưng đến mãi năm 1814 lại được tái thiết ở Tây Ban Nha. Tòa hình án có quyền hết sức rộng rãi tha hồ tra tấn những kẻ tình nghi để bắt buộc họ
phải công khai những tội họ đã bị tố cáo hoặc bị vu cáo. Hình phạt tối hậu có thể là thiêu sinh. Nguyên thời Thomas de Toguemart làm chánh án trong vòng mấy chục năm, có khoảng 20.000 người đã bị ông cho lên giàn hỏa hoặc bị tra tấn, tù đày, vong gia, bại sản. Sự ký hội thánh chép rằng, tuy nhiên, sau khi Toguemart chết vào năm 1498, ông cũng đã không được giáo hội phong thánh. Thực là một điều đáng tiếc vì một đại công thần suốt đời làm vinh danh Chúa và giáo hội như vậy. Lúc chết cũng chỉ hai tay buông xuôi như mọi người. Trong thời kỳ các tòa hình án hoành hành ở Âu Châu, những người xấu số khốn nạn nhất vẫn là người Do Thái. Họ bị cưỡng bách theo công giáo nếu sau này họ bị nghi ngờ rằng đã lén lút trở lại giữ đạo Do Thái, thì chắc chắn sẽ bị bắt, bị tra khảo, tù đày, lên giàn hỏa và toàn bộ gia sản bị tịch thu. Những người thừa hưởng gia sản đó là giáo hội, chính quyền và người đứng ra cố tố cáo, chỉ điểm. Nếu chúng ta tò mò khi nào lên San Francisco, đền Ship House ở bờ biển, sẽ thấy một viện bảo tàng nhỏ nhan đề Bileu It of Not trưng bày các dụng cụ mà giáo quyền xưa đã dùng để hành hạ tra tấn các tín đồ của mình. Nhiều người có danh tiếng đã phải lên giàn hỏa như Savonarola, Jerome 1452-1498, Bruno Jordan 1548-1600, John Hook 1369-1415, vân vân. Sau này Calvin cũng đã bắt chước công giáo ra lệnh thiêu sinh. Silvertus Michael 1511-1533 tại Geneva và vì tội không chấp nhận Chúa có ba ngôi. Cũng nên nhớ rằng trong công cuộc này, giáo quyền bắt tay hết sức chặt chẽ với các chính quyền địa phương. Sau này cả công giáo lẫn Tin Lành đều rất xính đi săn lùng và tiêu hủy những người mà họ cho là những phù thủy pháp môn để tận diệt, để áp dụng đúng lời kinh thánh ghi trong Exodus 22:18. Ngươi không được để cho phù thủy được sống. Và cuộc truy lùng này cũng đã được kéo dài ở Âu Châu và Mỹ Châu từ năm 1445 do sự đề xướng của giáo hoàng Eugen thứ tư và được kéo dài đến thế kỷ nhiều thế kỷ. Ngay ở Mỹ cũng có vụ án truy lùng phù thủy ở Salem, Massachusetts vào năm 1692. 11. Còn như khi phải đối đầu với những phong trào mạnh hơn, có đông người theo hơn, thì giáo hội hô hào hưng binh tiêu diệt. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo đã hưng binh tiêu diệt các giáo phái Albigen và Wanderset tại miền Nam nước Pháp, cộng đồng The Church Lateran và giáo hoàng Innocent thứ ba ra lệnh hưng binh năm 1179. Và từ đó trong vòng 1/4 thế kỷ, giáo phái Albigen nhiều phen đã bị chinh phạt. Đối với Tin Lành thì đã có chiến tranh thật sự giữa hai phe. Chiến tranh tôn giáo bùng nổ ở Pháp vào năm 1562 và kéo dài đến năm 1594. Nguyên đêm lễ thánh Bartholomew lễ vượt qua vào tháng 8 năm 1572, có cả vạn người Tin Lành bị Công giáo phục kích chết. Rồi lại có chiến tranh tôn giáo 30 năm ở Đức. Đối với Hồi giáo thì có lục đại thánh chiến, đệ nhất thánh chiến năm 1096-1143, đệ nhị thánh chiến 1147-1149, đệ tam thánh chiến 1189-1192, đệ tứ thánh chiến 1202-1204, đệ ngũ thánh chiến 1216-1217, Friedrich thứ hai thánh chiến 1228-1229, đệ lục thánh chiến
1 2 4 8 1 2 5 4. Các thánh chiến thực ra cốt lõi là để làm một công đôi việc, trong nước thì tiêu diệt Do Thái, nơi đất thánh Jerusalem thì cốt tiêu diệt Hồi giáo. Đáng thương thay cho những người Do Thái, vì trong những trận đánh chiếm đó họ đã bị quân binh Công giáo giết hại vô số, kể cả nhất vào những năm 1096 và 1146. Những người Do Thái bị giết tập thể tại nhiều tỉnh Âu Châu. Vào năm 1096 bị giết hại Spurs ngày 3 tháng 5, tại Worms ngày 24 tháng 24 và 25 tháng 5, tại Mayen ngày 27 tháng 5, tại Colongo ngày 1 tháng 7. Vào năm 1104 tại các tỉnh bên Pháp, Orléans, Blois, Loche, Paris, Saint, Tours. Vào năm 1146-1147, người Do Thái cũng bị giết trong nhiều tỉnh ở Âu Châu. Sự chép trong tất cả các tỉnh mà nghĩa binh thánh chiến Công giáo đi qua, họ đã tận diệt những hậu duệ Do Thái còn sót lại, vì coi họ là kẻ thù, kẻ nội thù của giáo hội. Họ bắt họ phải chịu phép trừ tội, nhưng nhiều tên Do Thái sau đó lại trở lại đạo của họ. Nhưng những con chó đã mửa đồ ăn ra rồi lại ăn lại. 12. Sau này cũng chính vì lòng bác ái đối với nhân loại mà trong khi đi xâm la chiếm thuộc địa, người Âu Châu, nhất là những người Tây Ban Nha, vì muốn đem chân lý giảng dạy cho nhân loại, nên đã hoặc và dùng võ lực hoặc là dùng thế lực để khiến dân bị theo đạo. Thành công hoàn toàn là Tây Ban Nha. Bất kỳ là họ đến đâu cũng đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng bách dân chúng theo Công giáo. Cho nên Phi Luật Tăng, Mễ Tây Cơ, các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ đều theo Công giáo hầu như toàn tòng. Còn những nước mà người Pháp chiếm cứ thì số người theo Công giáo cũng khá, nhưng không được bao nhiêu so với tổng dân chúng. Ngược lại, chỗ nào mà người Anh chiếm cứ thì đều là có người theo Tin Lành. Quật Almanach March năm 1988 cho biết hiện nay trong toàn thế giới có 900.545.840 người theo Công giáo, 326.521.820 người theo Tin Lành, 158.352.650 người theo Chính Thống giáo, 805.895.880 người theo Hồi giáo, 647.894.950 người theo Ấn giáo, 220.541.590 người theo Phật giáo, 16.160.910 người theo Do Thái giáo, 307.416.030 người vô thần. Tổng số dân số toàn cầu là 4.923.334.680 người. Nếu tính đến ngày này là khoảng 7 tỷ dân nha các bạn. Đây là số thống kê rất lâu rồi. Thống kê trên cho thấy sự hình thành công của Công giáo thật là vượt bậc, và có thủ đoạn, có mưu lược, có kế sách, có ngoại giao, có chính trị mới mong có thành công. Tôi càng ngẫm nghĩ càng thấy chủ trương của Thánh Hiền Trung Quốc như Bá Di, Y Doãn, Khổng Tử hết sức là không tưởng. Vì đã cho rằng nếu phải làm một chuyện bất nghĩa, giết một người vô tội mà được thiên hạ thời cũng không làm. Hành nhất bất nghĩa, sát nhân bất cô, nhi đắc thiên hạ, giai bất vi giả. Mạnh Tử, Công Tông Sửu, Chương Cú Thượng mới hay: vô dốc bất trượng phu. Muốn thành công
phải bất chấp thủ đoạn. Có thể nói được rằng Thiên Chúa giáo nói chung là một thiên anh hùng ca, mà đề tài là nhân chi sơ, tính bản ác. Con người là thứ con người tội lỗi sa đọa. Thế gian này là thế gian xấu xa dưới quyền Satan, chúa quỷ, vân vân. Chỉ có tận thế hay chỉ có Chúa đích thân tái lâm mới có thể sửa sang, đem trật tự lại cho loài người hư đốn này. Thế nhưng đùng một cái, Jean Jacques Rousseau chủ sướng con người vốn thiện, rồi cách mạng Pháp bùng lên phất cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ. Rồi các nền hành chính, các chính phủ, dân chủ tuyên xưng xây dựng trên nhân quyền, trên lá phiếu, chứ không còn dựa vào thiên quyền. Rồi những người theo chủ nghĩa tự do khai phóng, hiên ngang chủ trương các tệ đoan xã hội phát xuất từ ngu dốt của con người. Và như vậy đều có thể sửa sang được. Rồi các nước Âu Châu tuyên bố đạo giáo và chính quyền cần phải được tách biệt ra nhau. Rồi nhân loại chủ trương tự do tín ngưỡng. Rồi đột nhiên công giáo cũng phụ họa theo trào lưu mới, cũng tin vào thuyết tiến hóa, công đồng Vatican II giải tội giải vạ cho các đạo giáo thù nghịch. Giáo hoàng John thứ 23 tiếp phái đoàn Do Thái với câu tình nghĩa: em là Giuse đây, dân tộc Do Thái từ nay được coi là con cháu Abraham, hết còn là dân giết Chúa. Mấy chữ Pro Friedrich Judas được xóa khỏi sách lễ, và công giáo lại là người chủ sướng tự do tín ngưỡng. Huynh đệ đại đồng nhất thiên hạ. Các linh mục dòng tên ở Nam Mỹ cũng đang lao mình vào các vấn đề xã hội gia trần, tranh giành ảnh hưởng với cộng sản thật là tuyệt vời. Tôi lại học được một bài học hết sức là thâm thúy. Muốn thành công cần phải lá mặt lá trái biến hóa quay cuồng như con thò lò. Trong khi ở những nước xa xăm như Việt Nam thì người Pháp đem quân sang chinh phạt, xâm chiếm, vì lẽ vua chúa đã cấm dân không cho tự do tín ngưỡng. Trong những năm 1860 đến năm 1884 thì ở Âu Châu, năm 1864, giáo hoàng Pius thứ 9 trong Synod of Erode kỳ yếu tà thuyết, vẫn còn phỉ báng những ai cho rằng con người được tùy theo, được tùy nghi theo và giữ cái đạo mà mình cho là hay, là đúng. Trước thời Galileo thì chắc chắn trái đất là trung tâm vũ trụ và mặt trời xoay quanh, vì Thánh Kinh đã dạy thế. Đến bây giờ thì cãi rằng Thánh Kinh không có dạy khoa học, và những điều nói trên là những kiểu nói bóng bẩy dân gian. Trước kia thì các giáo hoàng không lo về những chuyện nhân sinh, nhân quyền. Nhưng từ khi Hamas ra đời, từ khi Cộng sản ra đời, từ khi Cộng sản chủ trương diệt cường, hào ác bá, nâng đỡ người nghèo, lo lắng cho người nghèo, và tung ra khẩu hiệu một người vì mọi người vì một người, thì các giáo hoàng cũng bắt đầu lo thế sự. Và không hiểu, không thiếu gì thông điệp danh tiếng về các vấn đề xã hội ra đời như Rị Mông, Novarum 1891, Catechismo Anno 1931, Divini Redemptoris năm 1937, Summi. Các thông điệp xã hội nói trên sở dĩ ra đời vì các giáo hoàng trong thời đại gần đây như Leo thứ 13, Pius thứ 9, Pius thứ 12, John 23, Phaolô thứ 6 thấy bắt buộc phải bàn về những vấn đề công bằng xã hội, hòa bình thế giới, nâng cao đời sống dân nghèo. Chỉ có cái là trong ngót 2000 năm nay, giáo hội La Mã luôn luôn ca tụng cái nghèo, dung dưỡng các bất công xã hội, dung dưỡng chế độ nô lệ, luôn luôn
khuyên chịu đựng cái khổ, chịu đựng cái bất công xã hội. Vì đó là những đức tính phúc âm, vì đó là những thánh giá mà Chúa gửi đến cho những con cái người. Trước kia giáo hội luôn coi trần gian là chốn khách tràn đầy, là thung lũng châu lệ, dạy giáo dân suốt đời chỉ mơ lai sinh về thiên quốc. Dùng một cái, giáo hội lại lo lắng muốn nâng cao thân phận hẩm hiu của người nghèo. Như vậy, chẳng phải đó là khẩu quyết tùy gió phất cờ hay là chiêu thức song thủ hổ bát của Kim Dung, hay là chủ trương quân tử kiến cơ như tác, hay tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai của Dịch Kinh? Chẳng lẽ chân lý trên đời này, các giá trị trên đời này là giống như dòng điện hai chiều, biến hóa không lường, cái gì cũng là đúng cả? Viện nghiên cứu về quản trị của Mỹ đã bái phục tổ chức quản trị điều hành của giáo hội Công giáo và cách thức đương đầu và giải quyết các vấn đề khó khăn của giáo hội trong 19 thế kỷ qua. Sau 8 năm thâu lượm và nghiên cứu tài liệu, viện trên đã phải công nhận rằng giáo hội Công giáo đã có một phương pháp điều hành tổ chức bậc nhất ở phương trời Âu Mỹ. Công giáo sở dĩ có sự thành công vượt bậc là vì biết bắt tay với chính quyền, thao túng được các chính quyền Âu Châu trong vòng hơn 1.000 năm, đưa ra được mấy tín lý hết sức hữu hiệu như sau đây. Chúa ghi phép tắc vô cùng, làm gì cũng được. Thiên Chúa chỉ mặc khải cho một số thiên tri Do Thái, một số tác giả Tân Cựu Ước và các tông đồ. Chúa Thánh Thần chỉ đặc biệt soi sáng cho các giáo hoàng, các công đồng. Ngoài ra, trong thiên hạ không ai có được cái diễm phúc ấy. Kinh Thánh là lời Chúa, là chân lý. Giáo hội có độc quyền giải thích Kinh Thánh. Giáo hội dạy làm sao con chiên phải vâng phục như vậy, không được cãi. Đức tin vượt lên lý trí con người, chỉ có vậy mà ứng dụng thì vô biên. Ví dụ nói rằng tàu Noe 100m x 17 x 10 to, già lắm là bằng 30 căn apartment 2 buồng theo tiêu chuẩn Mỹ, có thể chứa được 10 triệu các giống vật lớn nhỏ trong trời đất, mỗi thứ 2 con, đã được Noe bắt đem về trong thời gian kỷ lục chắc không tới 1 năm. Và nói rằng vài trăm tỷ tỷ người từ tạo thiên lập địa đến tận thế sẽ sống lại chiều phán xét ở trong một cánh đồng Yosabat rộng giỏi lắm là ngàn mẫu tay ở nước Do Thái. Nếu có ai nêu lên nghi vấn rằng tàu Noe hay cánh đồng đó quá chặt, không thể chứa được nhiều như vậy, thì sẽ được trả lời: chú phép tắc làm gì chẳng được. Mặc dầu bắt theo chép Đức Mẹ không đi lại với Thánh Giuse cho đến khi sinh con đầu lòng, Mark 1:18. Các bản dịch sau này dịch trải đi là trước khi ông bà về sống chung với nhau. Mặc dầu Matthew và Luca chép rõ là Đức Chúa Giêsu có nhiều anh chị em, Mark 13:55-56, Mark 1:246, Mark 6:6-6:3. Mặc dầu dân làng Chúa Giêsu công nhận Chúa là con ông thánh Giuse, Mark 6:2-3, Mark 13:2-55, John 6:2-42, Luca 33:2-23. Mặc dầu tin lành, ngày nay không tin Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, Công giáo vẫn công bố Đức Mẹ đồng trinh trọn đời. Mặc dầu Chúa phán Ngài sẽ xuống lại rất mau, chưa đi hết một vòng các tỉnh Do Thái Ngài đã tái lòng, Mark 10:2-23, hoặc Ngài sẽ xuống khi nhiều người đương thời còn chưa chết, Mark 9:1-13:2, Luca 9:27. Giáo hội đoan quyết Chúa không hề nói như vậy. Mặc dầu Chúa long trọng tuyên bố không đem hòa bình xuống cho thế gian, mà là đem gươm đao, đem sự chia rẽ đến cho thế gian,
Luca 12:251, Mách 10:234. Chúa vẫn được coi như là đấng mang lại hòa bình cho nhân loại. Mặc dù Chúa Giêsu lúc nào cũng gọi Chúa là Cha, xưng Chúa Cha hơn mình và gọi Ngài là Chúa mình, John 14:28, John 20:17. Mặc dù Thánh Phaolô dạy rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người đứng ra làm môi giới giữa Chúa và loài người, chỉ là một người đã được tiền định để làm con Thiên Chúa, Rom 1:2-3-4 bản Vulgate đã dùng chữ Benedictus thay cho tạo vật đầu tiên, trưởng tử giữa mọi thụ tinh, bản dịch Nguyễn Thế Hố Thuấn. Mặc dầu Chúa Giêsu sinh ra là do sự Chúa Thánh Thần ấp ủ Đức Mẹ theo lời Phúc Âm Luca 1:2-35, giáo hội đã đoan quyết Chúa không hề thu xúc Đức Chúa Cha. Nói thật ra thì giáo hội cũng phải mất mấy trăm năm và sao biết bao là những cuộc cãi vã kéo dài hàng nhiều trăm năm giữa các giám mục như Arius 280-365, Apollinaris chết 390, Nestorius khoảng 430, bị vạ tuyệt thông năm 451, và sự phán quyết phỉ báng lẫn nhau của nhiều công đồng mới xác định được thân thế và liên lạc giữa ba ngôi, mới tìm ra được những công thức chính xác về Chúa ba ngôi. Có một điều hết sức quái lạ là trong kinh Tin Kính do công đồng Nisi soạn thảo năm 325 mà cả hai giáo hội miền Đông chính thống và miền Tây La Mã đều chấp nhận thì lại không có chữ Phi-li que ở bởi và bởi con. Chữ này không biết có bàn tay bí mật nào sau này đã thêm vào. Sự thêm thắt này có lẽ phát xuất ở Tây Ban Nha rồi truyền sang Pháp, sang Đức, sang Ý. Mới đầu các giáo hoàng phản đối giáo hoàng Leo thứ hai 795-816, còn bắt khắc bản kinh Tin Kính chính A Tông không có chữ Philoque vào những tấm thuẫn bằng bạc và treo trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nhưng sau vì quyền uy của vua Charlemagne và các vua kế vị nhất quyết giữ chữ Philoque để có cớ buộc tội giáo hội miền Đông là rối đạo và có cớ xâm chiếm các nước miền Đông, nên đến ngày lễ phong vương cho vua thượng vị Henry 2 1002-1024 vào năm 1014, giáo hội La Mã mới long trọng hát kinh Tin Kính có thêm phụ bản Phili que. Thật là kỳ dị khi thấy rằng trong công chuyện tuyên xưng tín lý mà sự ngụy tạo văn bản như trên còn có thể xen vào được, khi đã làm cho mọi người tin rằng Chúa Giêsu là Thượng Đế giáng trần và giáo hoàng là đại diện Ngài, thì cái lợi nhãn tiền, cái quyền nhãn tiền thuộc về giáo hoàng chứ không thuộc về Chúa Giêsu. Cái tuyệt diệu chính là ở điểm này, giáo hội nhờ ở sự tin tưởng nói lưỡng nên có thể giải thích được mọi vấn đề, có thể biện minh được mọi thái độ mình. Chúa vừa ở trên thiên đàng, vừa ở khắp nơi, vừa không ở trong tâm hồn mọi người. Chúa vừa nhân từ, vừa công thẳng. Chúa Giêsu vừa là Thượng Đế toàn năng, vừa là tạo hóa, vừa là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Con người vừa cao siêu vì là ảnh tượng Chúa, vừa là hết sức xấu xa vì đã sa đọa. Chúa vừa là cai trị thế gian, nhưng Satan lại là vua của trần thế này. Chúa Giêsu vừa là Chúa, vừa là người. Tận thế sắp sửa tới nơi, tận thế còn lâu nữa mới xảy ra. Nước trời không đến một cách lộ liễu, nước trời sẽ đến trong rầm rộ, huy hoàng. Nước trời ở trong tâm, nước trời ở ngoài xã hội. Ngũ kinh là của Mai Sen viết.
Ngũ Kinh không phải là của Mai Xanh viết, vân vân. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, nghiêm cấm không được tôn thờ tổ tiên. Ngày nay được tôn thờ tổ tiên, nhang đèn, cúng kỵ, vân vân. Có lúc nghiêm cấm ăn thịt thứ sáu, có lúc cho ăn thịt thả giạc, tất cả đều tùy giáo hoàng. Thánh Kinh vừa đúng từng chữ, vừa là chân lý tuyệt vời, vừa không có ý dạy vì khoa học nên có nhiều điều không chính xác, vừa tin chắc rằng mọi người ngoài giáo hội đều xuống hỏa ngục, vừa tuyên bố mọi người sống ngoài giáo hội có thể lên thiên đàng khi cần dịu ngọt, thì giáo hội đề cao sự nhân từ bác ái của phúc âm, khi cần tàn nhẫn thì khoe đang thi triển sấm sét của hai thánh Phêrô và Phaolô, vừa chú trương Chúa luôn nổi cơn thịnh nộ oán phạt loài người, vừa tuyên bố đó chỉ là những kiểu nhân cách hóa Thiên Chúa. Tất cả các văn kiện viết ra phải được đắn đo, viết lách làm sao để có thể giải thích xuôi ngược được. Thật là biến hóa tuyệt vời. Chẳng những thế, lại còn có cả một đạo binh văn học chỉ có nhiệm vụ bào chữa cho Công giáo, bảo vệ Thánh Kinh mà ta gọi là những nhà thần học, những nhà bảo vệ tín lý. Các nước cộng sản ngày nay cũng có các văn gia chuyên môn tân bốc chính quyền cộng sản, chuyên môn tân bốc chủ nghĩa Marxist. Cộng sản hết sức đề cao họ, những người ngoài cộng sản trái lại tặng cho họ danh từ bồi bút. Chuyện đời quả tình hết sức phức tạp. Dấu hiệu rạn đứt bắt đầu hiện ra trong khoảng 100 năm gần đây, đã có nhiều giáo phái mới xuất hiện ra ở Âu Mỹ. Các giáo phái mới này như Nhân Chứng Đấng Jehovah, Mormon, Christian, vân vân, đều có những điểm bất đồng về phương tiện giáo lý với Công giáo cũng như với Tin Lành. Thường là họ không chấp nhận một Chúa có ba ngôi. Nhiều giáo phái không tin rằng Thượng Đế là hữu ngã, mà tin Thượng Đế là vô ngã. Nguồn sinh muôn vật, bản thể muôn vật tiềm ẩn trong lòng sâu của con người và vạn vật. Không tin rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, mà chỉ là con người, con chiên, con Thiên Chúa, không thể bằng Thiên Chúa. Sách Trích Dẫn trang 47, 112, 280. Không tin rằng Chúa từ nhân, lân tuất lại có thêm thâm thù nhân loại, và cần phải chứng kiến sự tử nạn của con mình, của chính mình mới có thể làm hòa với nhân loại. Sách Trích Dẫn 247. Nhiều giáo phái tin rằng con người sẽ trở thành Thượng Đế trong tương lai. Tiếp đến là ngày, là ngay trong nội bộ Công giáo hiện nay cũng có nhiều điều bất ổn. Dĩ nhiên là những bất ổn sẽ phát sinh ở Âu Châu và Mỹ Châu, chứ không phải ở các nước Tân Tổng, A Phi hoặc Trung hoặc Nam Mỹ. Gần đây, Tổng giám mục Lee Pfeffer ở Thụy Sĩ đã tách khỏi giáo hội La Mã vì cho rằng giáo hội La Mã và công đồng Vatican II đã đi quá trớn trong đà cánh tân. Các nhà thần học như Alfred Loisy năm 1857-1940, như Han Kung đòi nghiên cứu lại tất cả các tín lý Công giáo và sửa sai nếu cần. Giáo hội Hòa Lan với hơn 6 triệu tín đồ cũng đang muốn tách rời khỏi quyền điều khiển của giáo hoàng. Ở Mỹ đã có những giám mục và hàng vạn linh mục đã rời khỏi hàng giáo phẩm các trường đại học Công giáo Mỹ, đòi hưởng quy chế độc lập, không chịu sự điều khiển của giáo hội. Các nhà thần học Công giáo đòi quyền được bất đồng ý kiến với giáo hội về những vấn đề luân lý như tình ái giữa nam nữ, như ngừa thai, cai đẻ, như phá thai, như đồng tính luyến ái, vân vân. Linh mục kim thần học gia kim giáo sư đại học Kunran Salas là những người đã phất cờ chống đối. Trong những phong trào, linh mục đã kéo theo được hàng trăm nhà thần học khác ở Mỹ. Các bụng đạo cũng không còn tuyệt đối phục tùng giáo hoàng nữa. Tuy các giáo hoàng cấm dùng thuốc ngừa thai năm 1955,
có 30% phụ nữ Công giáo dùng thuốc ngừa thai. Năm 1965 có 55%, năm 1970 tăng lên 70%. Rồi dẫu dùng thuốc ngừa thai, phụ nữ Công giáo vẫn đi chịu lễ đều đều. Năm 1965 con số đó là 33%. Năm 1970 số phụ nữ ngừa thai mà vẫn chịu lễ hàng tháng là 53%. Một cuộc thăm dò khác cho thấy cứ 4 người được phỏng vấn thì 3 người chấp thuận cho trai gái được đi lại với nhau sau khi ăn hỏi. Cứ 10 người thì có 8 người chấp thuận cho uống thuốc ngừa thai. Cứ 10 người thì có 7 chấp thuận sự phá thai hợp pháp. Cứ 10 người thì 4 người cho rằng giáo hoàng vẫn sai lầm. Han Kun cho rằng hàng linh mục đã dần dần được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 6, chứ thời các tông đồ chưa có. Nhà văn Công giáo Mỹ Gayview cho rằng Công giáo tuổi nhỏ của ông là tổng hợp của những câu kinh kệ, những cái đầu cuối theo nhịp chung, làm dấu ca hát, làm phép rửa tội, là làm dấu lúc ăn, lần cuối, lần chuỗi, sông hương, thắp nến, các bài dòng trong lớp lúc nghiêm, lúc khoan, các linh mục mắc đồ đen thì khi đi ngoài đường, mặc lộng lẫy khi hành lễ thánh đường lúc sáng, lúc tối, lúc thì trang hoàng, bày biện, lúc thì trần trụi trống trơn, tùy theo nhịp điệu của các mùa nghỉ lễ nghi, bày máng cỏ vào mùa đông, mang màu tím vào tháng 2, trưng hoa huệ vào mùa xuân, xưng tội để nghe đe dọa và nghe an ủi, vân vân. Nhà tâm lý học Gordon Allport cho rằng 9 trên 10 Công giáo Mỹ chỉ có cái vỏ Công giáo, chỉ đạo đức ngoài mặt, nghĩa là họ dùng đạo như cái bình phong để che nay lối sống thực của họ. Và họ có thiên kiến đối với người da đen và người da thái còn nhiều hơn với người vô tôn giáo. Ông Eugene Kennedy cũng khen rằng trước kia, tức là nước Vatican II, người Công giáo giữ cái đạo bên ngoài gồm lễ nghi, luật lệ, giáo điều. Sau Vatican II, họ quay về với cái tôn giáo nội tại tâm linh, cố đi tìm hiểu sâu xa về con người của mình. Đến đây là tạm phần thứ hai. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share và mời thêm nhiều người vào để tuyên truyền và đưa ra những cái chia sẻ những bài viết như thế này để cho những cái đôi lúc những con chiên mới tập tành theo và những người mới tìm hiểu thì họ sẽ nhận thức rõ ràng hơn. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo.